hơn 5.200 tài khoản SIM của những đại lý chuyên kinh doanh SIM rác sẽ bị khóa trong thời gian tới đây. Ngay sau khi khóa SIM, ba nhà mạng là Viettel, Vinaphone và Mobifone cũng sẽ thanh lý hợp đồng với những đại lý này. Đây là một trong những biện pháp mạnh giúp các nhà mạng quản lý tốt hơn việc kinh doanh SIM trả trước.